khóc này để gửi cho cô giáo cái. Gửi cho cô giáo à. Đây này nó khóc rồi này. Giờ thì tao quay lại nha, đứa nào khóc rồi này. Đây, gửi cho cô giáo luôn. Gửi cho cô giáo luôn, nào. Nào, khóc đi. Khóc đi để gửi cho cô giáo luôn. Không chơi thì thôi, trời. Để bố gửi cho cô giáo. Chưa nín thì để cô bố còn khóc à, đấy bố còn gửi cho cô giáo. À dậy rồi đây. À được rồi nó còn đập chân đập tay này này. Được. Mẹ đang ngủ mà mẹ đang cười nhá. Mẹ không ngủ đâu, mẹ đang cười đấy. Để bố gửi cho cô giáo nhá. Đứa nào đang khóc này? À đi.